Rồi lại mình thay bỏ lăng lắp tài 6 tấn 3 mét nha. Với lại tấn rưỡi 3 mét luôn. 6 tấn mà chưa thay xích là mét rưỡi là 26 kg. 26 kg. Đó giờ tháo ra để thay 3 mét xích vô. Cái này mét rưỡi á. Mét rưỡi cũng thay 3 mét xích luôn. Xích thay vô. Đó, cắt xích. Xích chuẩn G80 nha. Đó, ừ, đó. Xích như vậy mới chuẩn nha, nó phải bắn như vậy đó. Còn nếu mà nó mềm là nó không đạt tiêu chuẩn. Trên thì xích nó sẽ đóng chữ G80, thấy không? Nó có đồ giả đó nha, nhưng mà mấy bạn khi mà cắt á, cái cọng dây xích nó nổ á, thì mới đúng chính xác và chất lượng thép tốt. Còn nếu mà nó không nổ á, là nó mềm. Nó mềm nên là nó, tất nhiên là chất lượng nó không có tốt bằng cái loại chính hãng rồi. Khi cắt cái dây xích này là nó sẽ nổ, thép nó cứng là nó nổ. Còn nếu không nổ là thép rất là mềm. Thường mấy công ty người ta nhập về, ta sẽ làm giảm giá thành lại. Nhưng mà vậy thì nó, cái độ an toàn nó không có cao. Rồi giờ mình tháo xích ra để hai cái xích vô, xích 6 tấn là nó đi xích đôi. À, bạn thấy cái bánh xích nó tròn không? Nó hoàn qua là xích đôi. Còn bằng 1 tấn rưỡi là nó đi xích đơn. Trên mỗi cái mắt xích nó đều đóng rồi. À, đóng rồi 60 á. Kêu, để cho bạn thôi. Xong hết đi. Này xong chưa? Xong hết đi rồi tính tiếp. Lao lại cho anh sạch người ta nữa. Lắp tài 6 tấn 1,5 mét. Đây ở đây đang mức không nè. Ồ dư luôn. Tới đây là 3 tấc 35 luôn. 335. Biết. 333 chứ. Thôi được rồi. Rồi. Tới đây thường là tới đây 3 tấc thôi nè, mà ở đây làm dư ra là 32 luôn. 32 nè, tấc rưỡi 3 mét, tấn rưỡi 3 mét đó. Không rồi, ok.